Trần Như Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài thứ hai vẫn liên quan tới tình hình tại Âu Châu. Và quý vị, bắt đầu từ ngày hôm nay, 6 tây tháng 6 và trong từ đây cho tới ngày 9 tây sẽ là cuộc bầu cử trong Nghị viện của Âu Châu, tổng cộng 720 ghế. Và quý vị, giữa lúc mà giới cánh hữu của Âu Châu đang trỗi dậy và có thể sẽ chiếm quyền đa số lần đầu tiên trong suốt mấy chục năm qua ở Nghị viện Âu Châu. Chính điều này đã dẫn tới tình trạng mà có thể rằng là có một cái tác động vào chính trị. Tuy nhiên thì trong một cuộc phỏng vấn mới nhất ở một cái diễn đàn kinh tế đang diễn ra ở tại St. Petersburg ở tại nước Nga, thì quý vị, Putin đã nhận lời trả lời phỏng vấn khá nhiều và trong đó ông ta tuyên bố thẳng thừng là nếu như bất kỳ một vũ khí nào mà Ukraine sử dụng của khối Tây Phương tấn công vào lãnh thổ của nước Nga, thì ông ta sẽ sử dụng những hỏa tiễn và những vũ khí tầm xa để đối phó lại và tấn công vào phía Tây của Ukraine, tức là sát biên giới của Ba Lan. Và thứ hai là ông ta sẽ không loại trừ việc dùng vũ khí nguyên tử nếu như mà có một cái hành động mà ông ta cho rằng đe dọa tới chủ quyền của nước Nga. Quý vị, đây là một trong những cái bài phỏng vấn mà tôi cho rằng nó có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là Putin đang đưa ra một cuộc đá dò đường, tức là một cái đòn thử lửa với lại cái tham vọng của ông ta là chuẩn bị mở rộng cuộc chiến ra khỏi lãnh thổ của Ukraine. Và thứ hai là Putin có vẻ như muốn dùng lời nói này để tác động vào lá phiếu của người dân Âu Châu trong lúc đi bầu. Quý vị, đây là một trong những cái chi tiết mà tôi nghĩ rằng là Putin đã bắt đầu có những hành động vừa tác động về chính trị và vừa đang đo lường xem là thời điểm này ông ta mở rộng cuộc chiến đã thích hợp hay chưa. Quý vị, đó là những cái gì mà tôi thấy được trong cái bài phỏng vấn của Putin. Chúng ta lướt qua bài phỏng vấn này trước đi, rồi sau đó chúng ta mới bước vào trong cái phần mà gọi là phân tích xem là liệu là cuộc chiến này sẽ được chấm dứt sớm hay là Putin sẽ mở rộng cuộc chiến này. Quý vị, Putin cảnh cáo là Nga có thể cung cấp các cái vũ khí tầm xa tới những quốc gia khác nếu như mà họ dùng cái và nhắm vào các cái mục tiêu của Tây Phương. Quý vị, ông Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo vào ngày thứ Tư là Nga có thể đưa ra những cái khai triển những cái hỏa tiễn tầm xa tới những quốc gia khác tấn công vào các mục tiêu Tây Phương để phản ứng với phía NATO đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ tấn công vào lãnh thổ của Nga. Ông Putin đồng thời cũng tái xác nhận rằng Nga có thể sử dụng vũ khí nguyên tử nếu như mà họ thấy có sự đe dọa về chủ quyền. Tức là quý vị, họ có thể sử dụng vũ khí nguyên tử nếu như mà ông ta thấy rằng là chủ quyền của nước Nga bị đe dọa. Và trong những hành động gần đây thì khối Tây Phương mà ông ta cho rằng đã có những cái hành động phá hủy đi cái nền an ninh của thế giới và có thể sẽ là một vấn đề rất nghiêm trọng. Ông ta nói như trên trong lời phỏng vấn với lại các ký giả của quốc tế. Trong đó ông được xem là một cái nhân vật khá đưa ra một cái hành động khá cực đoan, là kể từ khi mà Moscow đã được xem là khá hiếm hoi khi mà Moscow gửi quân vào xâm lăng Ukraine. Và điều này rõ ràng họ đã trực tiếp tham dự vào cuộc chiến nhắm vào cái liên bang Nga, và chúng tôi giành quyền có cái hành động tương tự như vậy. Ông Putin cho biết như trên, Hoa Kỳ, Đức trong thời gian gần đây đã cho phép Ukraine sử dụng một số vũ khí của họ tấn công vào lãnh thổ của nước Nga bằng các vũ khí tầm xa mà họ cung cấp cho Kiev. Trong ngày thứ Tư, thì một viên chức của Tây Phương và một thượng sĩ của Hoa Kỳ đã nói rằng Ukraine sử dụng vũ khí của Hoa Kỳ tấn công vào lãnh thổ của nước Nga dưới một cái sự chấp thuận theo cái định hướng của ông Joe Biden cho phép sử dụng vũ khí Hoa Kỳ trong giới hạn và trong đó để bảo vệ cho thành phố Kharkiv, được xem là thành phố lớn hàng thứ hai của Ukraine. Và viên chức này đã không lên tiếng cho bia, nói rằng là họ không được phép đưa cho công chúng về những cái vấn đề nhạy cảm và giấu tên. Và ông Putin nói rằng việc mà sử dụng các cái nguồn vũ khí cung cấp từ Tây Phương liên quan tới cái quân sự ở tại quốc gia này kiểm soát và các cái hỏa tiễn cũng như những cái mục tiêu này, Moscow có thể sẽ có những bước cần thiết để ở trên thế giới. Và lực lượng Hoa Kỳ cho biết họ không thể kiểm soát được tất cả những cái hỏa tiễn của họ cung cấp cho Ukraine hoặc là những cái mục tiêu này.
nếu như họ duyệt xét có khả năng chuyển tới những cái vũ khí ở trong các vùng giao tranh mà bắn những cái hỏa tiễn này vào lãnh thổ của chúng tôi, gia tăng cái vấn đề cho chúng tôi, thì tại sao chúng tôi lại không có cái quyền gọi là cung cấp tương tự như vậy những loại vũ khí này ở khu vực, và quý vị có thể sử dụng để tấn công vào những cái khu vực được xem là nhạy cảm của quốc gia khác, và tại sao chúng tôi, nước Nga chúng tôi không thể làm, và chúng tôi sẽ duyệt xét điều này. Ông ta đã nói với các ký giả ở bên lề của một cái hội nghị thường niên về quốc tế liên quan tới kinh tế, cái diễn đàn nó gọi là St. Petersburg International Economic Forum, tức là một cái diễn đàn kinh tế quốc tế ở tại St. Petersburg, và khi được hỏi tới nước Nga sẽ sử dụng cái vũ khí nguyên tử, thì ông Putin nói rằng điều kiện để mà có thể thực hiện cái này là rõ ràng nó sẽ không phải từ phía của Nga mà vấn đề an ninh của Nga, với một số lý do tin rằng là phía Tây của nước Nga chưa bao giờ là với về phía Tây Phương là Nga chưa bao giờ sử dụng điều này. Tuy nhiên thì những gì họ viết ở đây là Nga bắt đầu có những cái hành động đe dọa tới nguyên tử, và nếu như mà có những hành động đe dọa tới chủ quyền, lãnh thổ chủ quyền, chúng tôi duyệt xét tất cả khả năng, với tất cả khả năng chúng tôi có. Đây là lời phát biểu của ông ta. Và khi mà nói chuyện với cả một số những lãnh đạo quốc tế và các cái cơ quan truyền thông bao gồm luôn hãng thông tấn AP, trong vòng gần 3 giờ đồng hồ, ông Putin đã không có thay đổi cái mối quan hệ của ông ta với lại của Hoa Kỳ, bất kể là Joe Biden hay là ông Trump trở thành tổng thống Hoa Kỳ trong tháng 11. Chúng tôi sẽ làm việc với bất kỳ một tổng thống nào mà người dân Hoa Kỳ chọn. Đây là lời phát biểu của ông ta. Tôi tuyệt đối nói như vậy, và tôi không có nói rằng chúng tôi tin rằng là sau cuộc bầu cử này sẽ có sự thay đổi trong cái nền chính trị giữa Nga và Hoa Kỳ. Và tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng sẽ không có cái gì nghiêm trọng sẽ xảy ra. Và ông ta đã lên tiếng và nói rằng việc mà kết tội đối với ông Trump trong cái vụ án ở tại New York vào tuần trước là một cái hệ thống được sử dụng để mà có những sự bức hại chính trị. Và trong đó thì nhà lãnh đạo của Nga đã đối diện với nhiều câu hỏi khá cứng rắn, trong đó bao gồm luôn việc mà nói rằng là Nga đã bị thua ở trong cái cuộc chiến này. Và ông Putin nói rằng là không ai tiết lộ cái số thiệt hại của lực lượng của mình trong thời gian có chiến tranh. Tuy nhiên thì ông ta đã nói rằng phía của Ukraine thiệt hại gấp 5 lần so với phía của Nga. Và ông ta cũng đã chỉ ra cho thấy Ukraine đang bắt giữ 1.300 binh sĩ của Nga. Trong khi đó thì phía Nga đang nắm bắt giữ 6.400 binh sĩ của Ukraine. Và ông ta nói rằng điều này sẽ được thực hiện qua cái tiến trình gọi là trao đổi tù nhân. Đây là cái cách mà ông ta Putin đã đưa ra. Quý vị, đây là một cái cuộc phỏng vấn khá dài, kéo dài 3 giờ đồng hồ. Và nó diễn ra ở cái hội nghị diễn đàn kinh tế quốc tế ở St. Petersburg. Trong đó có rất nhiều ký giả của quốc tế được mời tới trong cái hội nghị diễn đàn này. Và nhân cái dịp này thì ông Putin dành ra hơn 3 giờ đồng hồ để trả lời tất cả những câu hỏi của những ký giả. Thì quý vị, điều này cho thấy là Putin, có thể nói là Putin đang có, phải nói là một con người rất chính trị. Ông ta biết chọn thời điểm để đưa ra cuộc phỏng vấn này. Và quý vị, ông ta dùng những ngôn ngữ tương đối là chúng ta nhìn thấy rõ ràng là ông ta đang cố gắng thuyết phục không phải là giới lãnh đạo Tây Phương, mà ông ta đang nhắm vào người dân của Âu Châu nhiều hơn là khối Tây Phương. Trong đó ông ta nói rằng đáng lý là cái cuộc chiến này kết thúc trong vòng 2-3 tháng nếu khối Tây Phương không bơm vũ khí cho Ukraine. Và chính khối Tây Phương đã để cho cuộc chiến này kéo dài. Ông ta quy trách nhiệm cho Tây Phương nhiều hơn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, quý vị thấy trong cái ngôn ngữ của ông ta trả lời với báo chí, dường như là ông ta đang cố gắng dùng cái ngôn ngữ ôn hòa để mà thuyết phục người dân của Âu Châu nhiều hơn là nhắm vào giới lãnh đạo của Âu Châu. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, trong cái lời phát biểu của ông ta không loại trừ những khả năng Nga có thể làm. Trong đó, sử dụng các cái hỏa tiễn tầm xa bắn vào phía Tây của Ukraine. Phía Tây của Ukraine tức là thành phố Lviv, nơi mà được xem là có cái đường biên giới với Ba Lan. Và là cái nơi mà là cái trạm vận chuyển vũ khí của khối Tây Phương ở đây cho thành phố Kiev, cũng như là hỗ trợ cho Kharkiv, là từ ở phía Tây của Ukraine. Ông ta đe dọa sẽ bắn vào những vị trí ở phía Tây của Ukraine bằng các hỏa tiễn tầm xa. Nếu như mà những vũ khí này của Ukraine mà sử dụng bắn vào lãnh thổ của Nga, thì quý vị, đây là một cái lời đe dọa của Putin. Và thứ hai là ông ta cũng không loại trừ khả năng sử dụng vũ khí nguyên tử một khi mà ông ta nói rằng là nước Nga bị đe dọa. Thì quý vị, rõ ràng Putin đang thảy ra một cục đá dò đường.
một cục đá dò đường cho việc đo lường xem nếu ông ta tấn công ở phía tây của Ukraine thì như thế nào. Và từ phía tây của Ukraine thì nó cũng không xa lắm với lãnh thổ của Ba Lan. Không xa lắm với lãnh thổ Ba Lan. Và bên cạnh đó thì hôm trước ông ta đã lên tiếng và nói là những nước nhỏ trong NATO, những nước nhỏ đông dân ở NATO phải cẩn thận trong cái lời phát biểu của họ. Ông ta đã gửi một lời cảnh cáo tới 3 quốc gia ở vùng Baltic, trong đó Estonia, Lithuania và Latvia. Thì quý vị, hôm nay ông ta bắt đầu đe dọa trực tiếp tới Ba Lan. Và quý vị, Ba Lan là thành viên của NATO, Ba Lan là thành viên của Liên hiệp Âu Châu. Và bắt đầu từ ngày hôm nay, Ba Lan và một số quốc gia thành viên của Liên hiệp Âu Châu nằm trong 27 quốc gia đang có cuộc bầu cử cho cái chức nghị viên của Nghị viện Âu Châu. 720 ghế. Thì quý vị, rõ ràng Putin một mặt ông ta đang đo lường cái phản ứng của Tây Phương nếu như ông ta mở rộng cuộc chiến thì như thế nào. Và thứ hai là ông ta đang gây tác động vào người dân của Âu Châu trong cái cuộc bầu cử đang diễn ra tại Âu Châu. Và quý vị, thứ ba là ông ta cũng muốn lợi dụng cái tình hình này và lợi dụng cái diễn đàn kinh tế này để chính thức coi như là một cái cuộc tiếp xúc với giới truyền thông Tây Phương. Tại vì trong suốt 3 năm qua, gần 3 năm qua, gần như giới truyền thông Tây Phương không ai phỏng vấn được Putin, trừ có Tucker Carlson. Và không có ai biết được là ông ta đang có những dự tính gì. Và những cái giải thích của ông ta về cuộc chiến của Ukraine như thế nào, giải thích của ông ta về cái chiến lược của nước Nga như thế nào, không có ai có cả. Cho nên ông ta lợi dụng, thay vì để độc quyền cho một công ty truyền thông, ông ta sẵn sàng ngồi xuống với tất cả ký giả quốc tế trên 3 giờ đồng hồ. Đây là điều rất hiếm hoi. Tôi nói thật, đây là một điều rất hiếm hoi quý vị. Các vị lãnh đạo trên thế giới cũng vậy. Họ dành cho truyền thông cao lắm 1 tiếng đồng hồ. Cao lắm là 1 tiếng đồng hồ thôi. Còn cái cuộc phỏng vấn và nói chuyện này, nó kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Có nghĩa là Putin đã đích thân ông ta sử dụng cái bản thân của ông ta là tổng thống của nước Nga để mở chiến dịch tuyên truyền của Nga. Thay vì trước đây Nga sử dụng hacker, Nga sử dụng những cái vệ tinh của họ để mà thúc đẩy những cái chiến dịch tuyên truyền trên giới truyền thông của Hoa Kỳ, của thế giới hoặc là trên các cái truyền thông xã hội, đặc biệt là những đồng minh của ông ta. Từ Dmitry Peskov là phát ngôn viên của Kremlin cho tới Medvedev, đồng minh thân cận của ông ta là phó chủ tịch của Hội đồng An ninh Quốc gia. Thì quý vị, Putin sử dụng tất cả những cái vệ tinh và những người thân tín của ông ta để mở chiến dịch tuyên truyền. Nhưng mà chưa bao giờ Putin đích thân làm điều này. Hôm nay lần đầu tiên ông ta nhận lời trả lời ký giả và báo chí truyền thông trong hơn 3 tiếng đồng hồ. Có nghĩa là ông ta đích thân ra trận, đích thân thực hiện cái chiến dịch tuyên truyền này bằng một cái ngôn ngữ khác. Một cái ngôn ngữ mà nếu quý vị đọc vào những ngôn ngữ theo tường trình của đám báo chí đó, thì nó không có cái mùi gay gắt. Mặc dù ở trong đó ông ta đã quy trách nhiệm rất nhiều cho khối Tây Phương, đã chịu trách nhiệm cho cuộc chiến không thể chấm dứt. Tuy nhiên thì quý vị, và ông ta có một cái quan điểm cứng rắn trong cái vấn đề mà ông ta gọi là chủ quyền quốc gia. Nhưng mà đồng thời ông ta dùng ngôn ngữ rất là mềm. Qua cái tường trình này chúng ta thấy rõ ràng cái ngôn ngữ của ông ta rất là mềm. Có vẻ như là ông ta đang muốn sử dụng cái lối thuyết phục để mà convince, tức là để thuyết phục tất cả những cư dân tại Âu Châu. Tại vì ông ta biết rõ ông ta không cần thuyết phục các lãnh đạo của Âu Châu. Các lãnh đạo của Âu Châu gần như đứng ở tư thế gọi là đối lập, kẻ thù của Nga. Nhưng mà người dân Âu Châu dễ bị xao động hơn, dễ bị dao động hơn khi mà họ bắt đầu đọc được tất cả những cái suy nghĩ, đọc được tất cả những cái câu trả lời của Putin. Đôi lúc nó sẽ ảnh hưởng tới người dân Âu Châu và nó ảnh hưởng tới cái kết quả bầu cử tại Âu Châu. Do đó quý vị, lần này Putin rõ ràng là đang đưa ra một cái, tôi mới nói quý vị là Putin là một con người rất là chính trị. Ông ta biết chọn thời điểm, ông ta biết chọn cái ngôn ngữ và thích nào thích hợp để đưa ra đúng lúc và đúng giai đoạn. Có nghĩa là quý vị, Putin là một con người, một con cáo già chính trị, có thể nói là một con cáo già về chính trị. Và ông ta đã đưa ra những cái câu trả lời và quý vị thấy rõ khi mà cái giả hỏi là nước Nga bị thiệt hại nhiều hơn sau trong cuộc chiến này, thì ông trả lời thẳng thắn luôn. Ông nói không có một nước nào ngu tới mức mà tiết lộ cái số thương vong của mình.
trong lúc đang có chiến tranh. Và ông chỉ nhắc khéo là mức thiệt hại của Ukraine gấp 5 lần của Nga. Và ông nhấn mạnh tới việc mà Ukraine bắt giữ 1.300 binh sĩ của Nga. Ngược lại, Nga đang nắm khoảng 6.400 binh sĩ của Ukraine đang bị giam và đang chờ một cái cuộc trao đổi tù binh. Thì quý vị, những câu trả lời này, ông ta cố tình đưa ra những con số. Mặc dù không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của ký giả, nhưng mà ông ta đưa ra con số cho thấy rằng Nga không có thiệt hại nhiều, mà chính Ukraine thiệt hại nhiều hơn. Thì quý vị, cái lối trả lời này của Putin, tôi nói là cái lối trả lời rất chuyên nghiệp của một chính trị gia. Rất chuyên nghiệp, dùng một cái vấn đề khác để trả lời trực tiếp câu hỏi nước Nga có thiệt hại hay không. Thì quý vị, chúng ta đã thấy rõ cuộc chiến kéo dài 3 năm qua với cái sự sai lầm của NATO dẫn tới ngày hôm nay là gần như là thiệt hại nằm về phía của NATO và Ukraine nhiều hơn của Nga. Mặc dù là khối Tây Phương đã áp dụng mười mấy cái lệnh cấm vận nhắm vào Nga, nhưng cuối cùng không ảnh hưởng tới Nga. Cùng lắm là chỉ đóng băng gần 300 tỷ Mỹ Kim, tức là 280 tỷ Mỹ Kim, tài sản của Nga đang nằm ở các ngân hàng trung ương của Âu Châu và của Hoa Kỳ. Nhưng mà nền kinh tế Nga lại không bị ảnh hưởng. Nền kinh tế của Nga không bị ảnh hưởng. Bởi vì quý vị, những gì mà Tây Phương cấm vận chỉ là chạy vòng vòng, không đánh vào tâm điểm, không đánh vào cái cốt lõi của nền kinh tế của Nga. Do đó quý vị, Nga có cửa thoát hết. Nga có cửa thoát hết và họ đánh rất chậm những cái họ đánh vào kinh tế rất là chậm. Tới cái năm mà 2022, lúc mà Nga mở cuộc chiến, thì quý vị, tháng 8 đưa ra quyết định thì tháng 1 mới có hiệu lực. Tháng 1 2023 mới có hiệu lực là sẽ cấm dầu hỏa của Nga. Cấm gọi là nhập cảng dầu hỏa của Nga. Trước đó thì cấm than đá. Và quý vị, kết quả thì những quốc gia khác mua dầu hỏa của Nga còn nhiều hơn của Âu Châu, từ Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi cho tới Brazil. Những quốc gia này nhập cảng tất cả nguồn năng lượng của Nga. Rồi chưa kể quý vị, cấm dầu hỏa của Nga nhưng không cấm khí đốt. Âu Châu vẫn nhập cảng khí đốt mỗi một ngày từ phía của Nga. Và thậm chí họ còn bán khí đốt ở trên các cái bến cảng của họ cho một quốc gia thứ ba. Vừa rồi thì Liên hiệp Âu Châu mới đưa ra cái quyết định là cấm sử dụng các bến cảng của Âu Châu để tiếp vận năng lượng khí đốt thiên nhiên của Nga qua một quốc gia thứ ba. Nhưng mà không cấm các quốc gia thành viên tiếp tục sử dụng nguồn khí đốt của Nga. Điều này có nghĩa là gì quý vị? Điều này có nghĩa là đám Âu Châu vẫn chưa dứt khoát trong cái việc mà chặn đứng cái tham vọng của Putin. Họ vẫn còn tiếc nuối rất nhiều những cái quyền lợi khí đốt từ phía của Nga. Thật sự nếu mà bỏ Nga qua một bên, khí đốt trên thế giới còn nhiều lắm. Từ Trung Đông qua tới Á Châu và kể cả Phi Châu, nguồn khí đốt này là vô tận. Nó còn nhiều hơn cả từ Nga nữa quý vị. Nhưng tại sao các quốc gia Âu Châu không nhập cảng khí đốt từ nơi khác? Bởi vì giá nó mắc và chuyên chở. Tiện nhất là nước Nga. Từ Trung Đông chở qua Âu Châu cũng tốn tiền. Rồi giá cả còn cao hơn. Trong khi khí đốt của Nga giá rẻ. Cho nên đám Âu Châu tiếc nuối cái nguồn năng lượng của Nga. Không dám nhắm tới cái khí đốt thiên nhiên. Nhất là bây giờ. Quý vị biết bây giờ mà Putin mà tăng cường cuộc chiến này cũng là một mục đích đó. Tại vì mùa hè là cái mùa mà được xem là dùng năng lượng nhiều nhất. Không kém gì mùa đông cả. Thì quý vị, mùa hè cái nóng khủng khiếp. Người dân Âu Châu phải bật máy lạnh. Phải dùng khí, mà bật máy lạnh là dùng khí đốt. Và các công ty, hãng xưởng, văn phòng đều phải tăng cường cái hệ thống máy lạnh. Và cuối cùng quý vị, Putin chỉ cần tấn công ráo riết vào Kharkiv thì giá cả năng lượng lại tăng lên. Giá cả năng lượng lại tăng lên trong mùa hè nữa. Ông ta đẩy cái giá năng lượng lên. Và cuối cùng quý vị thấy ông ta kiếm lời rất nhiều trong cái việc xuất cảng năng lượng. Là bởi vì cái đó mới là nền kinh tế cốt lõi của Nga. Nhưng mà đám Âu Châu không dám đụng tới bởi vì họ lệ thuộc vào Nga. Họ lệ thuộc vào, bây giờ ngay cả bây giờ quý vị, nước Đức đã bắt đầu manh nha cho phép phía của Ukraine sử dụng cái hệ thống hỏa tiễn gọi là Taurus của Đức tấn công vào lãnh thổ của nước Nga đó. Thì quý vị, chính Đức ngay bây giờ
còn lệ thuộc 40% nguồn khí đốt từ phía của Nga. Quốc gia lãnh đạo của Liên Hiệp Âu Châu đó, riêng nước Đức thôi là 40%, nước Pháp cao hơn, và cái nước mà nặng nề nhất là Áo. Áo lệ thuộc tới 85% nguồn khí đốt từ phía của Nga. Tại vì nó rẻ, nó gần, nó rẻ, không tốn tiền chuyên chở. Và Đức không những là họ lệ thuộc 40% nguồn khí đốt của Nga, họ nhập khí đốt nhiều hơn, cung cấp lại cho những quốc gia Âu Châu nhỏ. Bởi vì cái đường ống dẫn khí đốt Nord Stream Pipeline 1 và 2 từ ở nước Nga qua tới nước Đức vẫn tiếp tục vận hành mỗi một ngày. Do đó quý vị, Đức vẫn chưa dứt khoát. Đức vẫn chưa dứt khoát trong việc chấm dứt nguồn năng lượng của Nga. Mà tôi đã nói, cái nền kinh tế cốt lõi của Nga là năng lượng. Không đánh vào cái nền kinh tế cốt lõi thì Putin sẽ không dừng lại cái guồng máy chiến tranh của ông ta. Nhưng mà đám Âu Châu cho tới giờ phút này quý vị thấy rõ là họ mà thay vì nhập cản khí đốt từ Trung Đông, thay vì nhập cản khí đốt từ Á Châu, từ Phi Châu, họ chê là khối khí đốt này mắc mỏ và chuyên chở có nhiều cái phức tạp quá. Cuối cùng họ vẫn mua của Nga nhiều hơn. Quý vị, do đó cuộc chiến này không thể nào chấm dứt được. Và Putin đã đưa ra cái lời phát biểu ngày hôm nay thì cho thấy rõ ràng là Putin vẫn đang tiếp tục có một cái tư thế vẫn chưa nhượng bộ cho NATO và khối Tây Phương. Thứ hai là ông ta cho thấy là ông ta không nằm dưới hạ phong. Tức là ông ta không nằm dưới cơ của Âu Châu. Ngược lại, ông ta đang nắm cái cán của Âu Châu. Quý vị, lời phát biểu này của Putin đang là một cái có thể là gây hoang mang cho dân Âu Châu. Họ sẽ đánh câu hỏi ngược trở lại. Cuộc chiến này có đáng hay không? Cuộc đối đầu với Nga có đáng hay không? Đã làm cho tất cả mọi thứ của Âu Châu đều xáo trộn. Chỉ vì một Ukraine. Làm cho toàn bộ Âu Châu bị xáo trộn. Tại vì người dân Âu Châu trong nhiều năm nay, quý vị, họ bị dẫn vào cái vấn đề công lý xã hội và môi trường. Họ không có khái niệm nhiều về vấn đề an ninh quốc phòng. Do đó quý vị, những quốc gia Âu Châu không có coi trọng cái an ninh quốc phòng cho tới khi cuộc chiến này bùng nổ. Thì bây giờ mới bật ngửa ra. Nhưng mà dân Âu Châu trong nhiều năm nay, họ an toàn dưới sự bảo bọc của Hoa Kỳ và gần như là họ không muốn chi tiền cho quốc phòng nhiều. Họ không muốn chi tiền cho tới giờ phút này, suy nghĩ của dân Âu Châu vẫn coi trọng cái vấn đề công lý xã hội với lại môi trường. Là do cái hệ thống dẫn dắt của hệ thống chính trị Âu Châu. Nó đẩy tất cả người dân Âu Châu vào suy nghĩ này. Do đó bây giờ người dân Âu Châu sẽ đặt câu hỏi một cách rất ích kỷ. Tại sao chúng ta phải can dự vào cuộc chiến của Ukraine? Nó đâu có liên can gì tới chúng ta. An ninh quốc phòng, so what? Quý vị, đây là cái suy nghĩ của dân Âu Châu. Đây là cái suy nghĩ của dân Âu Châu. Họ chưa bao giờ coi trọng cái vấn đề an ninh quốc phòng. Ngược lại, họ coi trọng cái môi trường sống nhiều hơn. Do đó quý vị, cái lời phát biểu của Putin ngày hôm nay là một cái tác động tâm lý với Âu Châu. Tại sao quý vị phải can dự vào cuộc chiến này? Tại sao quý vị phải đẩy cuộc sống quý vị vào khó khăn, giá cả, chi phí, tất cả mọi thứ đều cao? Chỉ vì cuộc chiến này. Đây là cái cách mà Putin đang tấn công, tuyên truyền, nhắm vào dân Âu Châu. Bởi vì ông ta hiểu rõ dân Âu Châu. Dân Âu Châu trong 30 năm qua bị dẫn đi theo một cái hướng chính trị mà trong đó họ không coi trọng vấn đề an ninh quốc phòng. Họ không coi trọng vấn đề an ninh quốc phòng. Họ chỉ coi trọng cái vấn đề khí hậu toàn cầu hay là công lý xã hội. Công lý xã hội là dân Âu Châu bây giờ làm việc ít hơn, được hưởng nhiều hơn. 30 năm nay, dân Âu Châu đắm chìm trong cái lối gọi là dẫn dắt suy nghĩ về cái tư tưởng chính trị này. Chính vì vậy, quý vị, bây giờ mà biểu họ bỏ tiền cho an ninh quốc phòng, họ sẽ lắc đầu. Họ nói tại sao phải tốn tiền mua súng, mua máy bay, mua xe tăng làm gì? Tiền này mua điện tốt hơn, mua điện sạch tốt hơn. Đây là lối suy nghĩ của dân Âu Châu. Và Putin nắm rõ cả tâm lý của dân Âu Châu. Do đó, quý vị, một mặt ông ta bắt đầu tấn công khá gắt với thành phố Kharkiv trong mùa hè năm nay. Một mặt khác, ông ta đe dọa về nguyên tử. Và cuối cùng, ông ta đưa ra kết luận, hey,
chấm dứt cuộc chiến này không phải là tôi nghe quý vị. Quý vị đây là dân Âu Châu đó. Chấm dứt cuộc chiến này là đám Hoa Kỳ với Tây Phương đó. Lãnh đạo của quý vị đó. Những kẻ có thể chấm dứt cuộc chiến này đó. Nhưng mà họ không muốn chấm dứt cuộc chiến này. Quý vị, đây là một cái lối tuyên truyền rất khéo léo của Putin thông qua cái việc gặp gỡ với giới truyền thông báo chí. Và ông ta đang manh nha đưa ra cục đá đo lường, tức là quăng cục đá dò đường để xem coi nếu như mà ông ta đe dọa tới Ba Lan, đe dọa tới các quốc gia vùng Baltic thì phản ứng của dân Âu Châu như thế nào. Khi mà ông ta tuyên bố sẽ sử dụng vũ khí tầm xa, sẽ sẵn sàng sử dụng vũ khí nguyên tử nếu như mà đe dọa an ninh của nước Nga xuất hiện. Quý vị, ông ta đang chơi một cái đòn tâm lý, vừa đem vũ khí nguyên tử ra đe dọa, vừa đe dọa tới Ba Lan. Và đồng thời ông ta cũng đã cho thấy rằng là cuộc chiến này, kẻ kết thúc cuộc chiến không phải là ông ta, mà là khối Tây Phương. Quý vị, một cái đòn tấn công về mặt tâm lý trong ngay cái ngày đầu tiên bầu cử tại Âu Châu cho thấy là Putin có rất nhiều những cái thông điệp mà ông ta cần phải đưa ra trong cái giai đoạn này để gây ảnh hưởng và gây xào xáo tại Âu Châu. Đây là một cái đoạn rất hiểm độc của Putin về mặt chính trị. Và thứ hai là ông ta đo lường xem những quốc gia trong Âu Châu sẽ phải phản ứng như thế nào nếu Putin tấn công vào Ba Lan, tấn công vào ba quốc gia vùng Baltic. Quý vị, đây là một trong những cái chi tiết mà tôi nghĩ rằng đó là cái sự đo lường rất khéo léo của Putin. Ngược lại quý vị, chúng ta chưa biết được tại vì ngày hôm nay đích thân Joe Biden đang có mặt tại nước Pháp để dự cái... gọi là cái đánh dấu đúng 80 năm khi mà lực lượng Hoa Kỳ đổ bộ lên Normandy đánh bại Đức Quốc xã ngay trong ngày hôm nay. Thì quý vị, đây là một trong những cái mà Putin muốn đo lường, và Joe Biden thì muốn sử dụng cái sự kiện này, tức là cái lịch sử này, cái dấu mốc lịch sử này để mà thắt chặt mối quan hệ của ông ta với các chính trị gia của Âu Châu, đồng thời tìm cách duy trì cái quyền lực của những người có chung hệ thống tư tưởng với ông ta ở tại Âu Châu trong mùa bầu cử. Năm nay là Âu Châu sẽ bầu cử và ngày hôm nay sẽ bầu cử. Do đó quý vị, nhiều tác động, và Putin đưa ra cuộc phỏng vấn này ngay đúng lúc để cân bằng cái lời phát biểu của Joe Biden ở tại Âu Châu trong ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài phân tích này, cho thấy rằng là cái cuộc chiến tại Ukraine nó đang nằm ở cái mức gọi là đấu về chính trị và tâm lý chiến được khai thác tối đa trong lúc mà dân Âu Châu đang đối diện với cuộc bầu cử nghị viện Âu Châu. 400 triệu của dân Âu Châu trong tổng cộng 27 quốc gia sẽ bầu bán các cái vị trí trong nghị viện Âu Châu, 720 ghế. Do đó quý vị, cuộc phỏng vấn này nó rơi ra, nó đưa ra đúng lúc cho thấy là Putin có nhiều ẩn ý để mà muốn đưa thông điệp ra bên ngoài. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!